Công nhận chị khéo ghê á. Từ ngày có chị, mọi việc trong nhà đâu vô đó, tôi mừng lắm. Dạ, có gì đâu ạ. Nhà mình đã ăn sáng luôn chưa? Để tôi nấu ạ. Thôi khỏi chị, nghe báo quảng cáo rùm beng, có tiệm ăn mới khai trương. Lát nữa tính vợ chồng ra đó ăn thử. Ha, đi ăn rồi ba chở tới trường luôn nghe con. Thôi khỏi đi, con uống một cốc nước là thấy đủ chất dinh dưỡng rồi, con đi học luôn. Vậy con không muốn ba chở đi học à? Thôi, con không thích đâu, đi xa hơi người ta dị nghị kỳ lắm, con đi học nha. Còn nhỏ này, có điều kiện thì cứ đi, gì đâu mà kỳ. Dạ. Trời ơi, công nhận á, là thầy phong độ dữ ta. Ai vậy con? Cô! Làm gì? Cô làm con muốn thót tim ra ngoài luôn á. Làm gì thót tim như vậy? Con ngắm ai mà đơ cái mặt dữ Dạ, con đang ngắm con. Cô, ngồi xuống đây. Cô ơi, gì con? đàn ông á, Ừ? người ta thích phụ nữ dịu dàng đúng không cô? Ừ, chắc vậy á. Mà hình như con không có chút xíu gì dịu dàng đúng không cô? Thì con người mỗi khác chứ. Mà cô đâu phải đàn ông đâu, cô đâu có biết. Con hỏi ba con thử coi. Mắc gì tới ba con? Nhắc tới là thấy ấm mức à. Nè, con đừng có nói như vậy chứ. Dù sao cũng là cha mẹ mà con. Thôi, cô hả? Đừng có ca mãi bài ca đó. Con nghe con chán lắm rồi. Bây giờ con chỉ muốn biết là Biết cái gì? thì con chỉ muốn biết á là người có tâm hồn văn chương á, không biết họ thích con gái như thế nào cô Trời đất, sao cô biết được chứ? ha. Chắc là những người con gái dịu dàng nè, đằm thắm nữa. Nè, sao bữa nay hỏi toàn chuyện gì đâu không vậy? Toàn chuyện trên trời dưới đất không à? Nè, có phải yêu anh chàng nào rồi phải không? Cô nói chuyện tầm xàm không à? Vậy chứ tại sao con hỏi toàn chuyện gì đâu không vậy? Nè, đừng có thấy mấy anh chàng á mặt mũi sáng láng đẹp trai nha. Nhào vô đi con, rồi có ngày gặp đồ sở khanh là chết đó. Thôi thôi, cô đi xuống dưới nhà làm việc Cô đi. chưa có nói xong mà. Cô toàn nói chuyện gì đâu không à? Còn nữa, Đi cái đi. con nhỏ này. Không lẽ mình yêu thiệt ta? Không phải gì đâu, không có phải gì đâu. Nhưng mà mình vẫn thích tìm hiểu xem thì thích loại con gái như thế nào à. Đàn ông thích phụ nữ dịu dàng, tâm hồn sâu lắng. Tâm hồn mà sâu lắng cái nỗi gì? Nhưng mà mặt mình coi cũng xinh chứ bộ. Phải phụ không vậy? Trời ơi, sao hôm nay bà thay đổi dung nhan quá vậy? Làm thấy tưởng thấy từ cận thị mà chuyển sang loạn thị luôn chứ. Chuyện lạ nhá, hôm nay tự nhiên Phượng chuyển sang xì tai dịu dàng dễ thương. Cưng cái con khỉ chứ cưng. Ôi trời, con gái thì đang trang thùy mị mà mở miệng ra câu nào con ấy cũng như búa bổ vậy đó. Ông có muốn bú bổ với đầu ông không? Không,
Ngôn sao mà muốn bị bú bỏ vô đầu? Thái chỉ muốn chiêm ngưỡng dung nhan của Phượng thôi. Mà công nhận nha, Phượng điểm cái đầu này cũng đẹp hết trơn á, kể cả kiểu thiếu nữ ngây thơ cũng thần sầu nữa đó. Mà ông thấy tôi dịu dàng thiệt hả? Thiệt, Phượng dịu dàng đến mức không chịu nổi luôn đó. Wow, công nhận thầy Sơn với cô dạy nữ xứng đôi ghê luôn đó. Dạo này thấy hai người hay đi chung với nhau lắm nha. Không biết bao giờ mới có thiệp mời nữa. Sạp, cô dạy nữ làm sao mà xứng với thầy Sơn được chứ? Xong xứng. Ờ thì dù sao cô dạy nữ cũng là dân thể thao, làm sao mà hiểu được tâm hồn văn chương giống như là thầy Sơn được chứ? Trời ơi, theo kinh nghiệm mà Thái biết được hả, là những người trái ngược nhau thường thường hay hút nhau lắm. Cũng như Thái với Phượng nè, hai đứa mình trái ngược nhau cho nên lúc nào cũng hút lại với nhau đó. Mô Phật, ông nói đúng là không biết ngượng miệng luôn đó. Vậy không lẽ là tôi? Còn lâu á. Vậy không lẽ... Chào các em. Là thầy Sơn. Ông nói tầm bậy gì vậy? Trời, Phượng nè, có ngày cũng đỏ mặt nữa ha. Đỏ đâu mà đỏ, tôi mệt mấy ông quá à. Toàn nói chuyện tào lao vậy đâu không ông à. Phương, đúng là cái đồ phá đám. Mày. Sao không thấy thầy? Phương. Dạ, em chào thầy. Em không nghe chuông reo sao còn đứng đây? Dạ, em cũng đang định vô lớp á thầy. Mà hôm nay thì phát bài kiểm tra phải không thầy? Ừ. Thì thấy bài em sao? Cũng may, lần này không phải bài văn lạ. Thầy chọc em không à? Thôi, vô lớp đi, thầy trả bài được nhận xét luôn. Dạ. Các em ngồi xuống. Thầy trả bài kiểm tra. Câu hỏi là đề thi đại học năm ngoái, đề bài rất khó nhưng mà các em làm rất tốt. Thầy không biết là có phải do giải thưởng là một chuyến đi du lịch hay không mà cả lớp chúng ta rất hào hứng. Vui quá trời không? Thầy, thầy, vậy là tụi em đạt tiêu chuẩn rồi, tụi em được đi chơi đúng không thầy? Thầy ơi, thầy đừng có trả bài nữa, bàn chuyện đi chơi đi thầy. Đúng rồi thầy, mình đi chơi. Mọi người làm sao vậy? Để cho thầy trả bài nữa chứ. Làm gì mà xôn xao hoài vậy? Thái, sao hôm nay con Phượng nói chuyện y chang như Hà Trai vậy? Nó nhiều quá. Đề bài kỳ này là hãy trình bày ý kiến của bản thân về câu nói biết tự hào về bản thân là cần thiết, nhưng biết xấu hổ còn quan trọng hơn. Đây là dạng bài mở để cho các em tự do nói lên ý kiến cá nhân của mình. Không có đúng sai, mà chỉ có cái hay hoặc thuyết phục mà thôi. Bài viết lần này, thầy đặc biệt chú ý tới ba bài của bạn Miên, Phượng và Hà. Phượng là người quyết liệt đưa ra ý kiến. Tại sao đặt nặng vấn đề biết xấu hổ là quan trọng hơn? Cho đó là điều phi lý. Phượng khẳng định rằng niềm tự hào về bản thân mới là điều quan trọng. Con người phải có niềm kiêu hãnh và ý thức về bản thân, lấy cảm xúc của bản thân làm trung tâm để sau đó nhìn nhận và đánh giá những sự việc xung quanh đời sống của mình. Đúng là không lộn trai được, làm việc giỏi. Kể ra thì cũng đúng. Tại sao mình phải dập dùi bản thân mình? Mình phải tự hào về mình mới đúng chứ. Trật tự em nghe chưa? Thầy cho rằng đây là một góc nhìn rất cá tính. Không phải ai cũng có suy nghĩ như Phượng. Nhưng bày tỏ một cách thẳng thắn, chân thành, quyết liệt như Phượng thì rất là hiếm. Bày tỏ quan điểm cá nhân dường như là một điều rất ít được thể hiện ở các em. Mỗi người một bản sắc, một cách nhìn riêng biệt về một vấn đề. Thầy khuyến khích các em làm điều đó. Còn đây là bài viết của Hà. Một bài viết cũng khá thú vị, với một cái nhìn rất khách quan. Bài viết khá tròn trịa, chặt chẽ. Ưu điểm lớn nhất là đã đặt ngược trở lại một vấn đề. Xấu hổ, tự hào, được nhìn nhận trên hệ quy chiếu nào xã hội đánh giá cá nhân.
hay chính cá nhân đánh giá bản thân mình. Cách phản đề này cho thấy tư duy logic và khoa học. Ôi trời, thầy khen Hà Trai logic khoa học, không khác gì thầy khen Trung Quốc đông dân. Bài của Biên thầy cũng đánh giá rất cao, thể hiện một góc nhìn rất có chủ kiến. Biên. Thầy khen Biên chứ đâu phải là khen ông đâu mà ông hí hửng quá vậy. Im đi, nghe thầy nói kìa. Biên cho rằng xấu hổ hay biết tự hào thực ra cũng chỉ là hai mặt của một vấn đề, đó là lòng tự trọng. Con người khi có lòng tự trọng sẽ tự biết yêu quý bản thân, tự hào về bản thân và sẽ xấu hổ khi biết mình phạm sai lầm. Ba bài viết, ba tính cách, ba phong cách, ba cách lý giải vấn đề khác nhau. Thầy vẫn khuyến khích các em đọc bài của nhau để trao đổi và hoàn thiện hơn. Trong ba bài này thì thầy đánh giá cao nhất là bài của Miên, thầy cho 9 điểm. Hả? Wow, trời. Bài của Phượng và Hà, mỗi em 8 điểm rưỡi. Trời, giỏi quá. Về thôi, đi lẹ lên để tôi giúp nhanh lắm. Ok. Chờ cả nha. Dạ. Hôm nay phụ nữ tóc này xinh quá. Làm gì vậy? Sao em sợ không? Ý, có người đó mặt rồi kìa. Sao? Được thầy Sơn khen, bây giờ vẫn còn lưng lưng trên mây à? Khen mà khen một đống người như vậy cũng như không à. Tinh thần học hành dạo này lên cao ha. Muốn thầy Sơn chỉ chú ý tới một mình thôi chứ gì. Thôi, đừng có nói tầm xàm nữa, mệt quá. Mình nói thiệt nha, đừng nhìn đi chỗ khác nữa. Nhìn tôi nè, tôi mới là người hợp với Phượng. Tôi mà kết ông á là đã bắt chết ông từ lâu rồi, chứ không có để cho mày tỏ đâu, hiểu chưa? Biên ơi, hả? Mình trả lại bài văn của bạn nè. Cảm ơn thầy này, còn có mọi người đâu. Mình thấy hay lắm. Thầy khen rất đúng. Hà đừng nói như vậy, cứ tại hôm nay Biên hơn á. Không, hay thiệt mà. Đọc bài của bạn xong, mình mới thấy má bạn lo lắng quá xa. Má Miên sao? Ừ, cô Mẫn cứ sợ Biên biết chuyện má Miên làm việc ở nhà hàng, rồi Miên sẽ mặc cảm. Nhưng sau khi đọc bài của Miên xong, mình thấy chắc không có chuyện đó xảy ra đâu, đúng không? Vì Miên tự tin và bản lĩnh mà. Đương nhiên rồi, bây giờ ai cũng biết mà. Chỉ lại má của Miên đâu làm gì xấu đâu mà phải suy nghĩ. Thôi tụi mình về trước nha. Đi Miên. Ủa, Miên sao vậy? Lại suy nghĩ chuyện Hà Trai nói nãy hả? Thật ra Miên có bản lĩnh gì đâu chứ. Nói thì dễ lắm. Phan thấy đó, má Miên trước giờ có quen làm chuyện nặng nhọc đâu. Vậy mà bây giờ đi làm giúp việc cho người ta, Miên thấy xót xa lắm. Nhưng mà Miên biết là Phan định nói gì, nhưng mà Miên không chỉ nghĩ riêng cho mình mà còn nghĩ cho má nữa. Chắc là má cảm thấy mặc cảm lắm khi mà thấy gia đình nhà người ta giàu có, còn nhà mình thì khó khăn. Mà Miên nè, Phan biết hết rồi. Gia đình ai mà không trải qua giai đoạn khó khăn. Chỉ cần Miên vượt qua năm nay thôi, thi đại học rồi Miên có thể đi làm, đi phụ giúp gia đình nha. Cảm ơn Phan nha. Bắt quả tang rồi, gián phu, dám phụ, dám nắm tay. Đôi thanh mai, trúc mã, dám nắm tay, nắm chân giữa đường xá nha. Ông. Ủa hôm nay bộ hết cả lắm rồi hả? Trời, Thái mà. Thôi đôi thanh mai, trúc mã cứ tiếp tục nắm tay, để mất công nguyền rủa tôi phá đám nữa. Nắm đi, nắm tiếp đi. Thôi, nắm hồi nào chứ. Đâu có nắm đâu, chỉ cầm thôi à. Ông. Không có chơi trò vô lực nghe chưa. Ông, tôi mới đột phá đám. Thôi đi Miên. Số mình đúng là số con rệp mà, suốt ngày đóng vai phụ. Chiều nay có xe rác, chị liệng mấy thứ này giùm tôi nha. Để trong nhà chỉ thêm chật chội, có khi nào dùng tới đâu. Dạ, chị cứ để đó đi, chiều tôi đổ. À quên, hôm trước tôi nghe loáng thoáng, hình như con bé nhà chị học cùng với con Hà nhà tôi phải không? Dạ. Phải rồi, con Miên chứ gì. Nghe con Hà nói, năm nào hai đứa nó cũng tranh nhau nhất nhì lớp.
Dạ, Miên nhà tôi học không bằng cháu Hà đâu à. Nói mới nhớ, tôi còn bịch đồ này nữa. Không phải mới tinh, nhưng cũng còn xài được. Nếu chị không ngại, chị mang về cho cháu. Dạ, thôi, nhiều như vậy, tôi không dám nhận đâu à. Cô đừng có ngại, đây là mấy thứ đồ nhà cháu không có dùng tới nữa. Bỏ đi thì lãng phí, coi như là cô giải tán giùm nhà cháu. Cháu cảm ơn. Con nhỏ nói phải đó, có gì đâu mà ngại. Chị không nhận thì tôi mới ngại đó. À Hà nè. Dạ. Cái đôi giày này con mang phải không? Dạ. Để má cho cô luôn. Dạ. Đây nha cô. Đồ đâu ra mà nhiều vậy má? Tình cờ mới đi ngang một cửa hàng bán đồ thanh lý, bán nhiều đồ giá rẻ lắm. Má mua luôn một ít để xài. Wow, cái áo này đẹp quá à. Lâu lắm rồi ba không có đồ mới á. Nhưng mà hình như nó hơi rộng phải không má? Nhưng chỉ có cỡ này thôi, để mai má đem đi sửa cho ba con. Thích quá à. Lâu lắm rồi nhà mình mới có đồ mới á. Trời ơi, đôi giày dễ thương quá má ơi. Đẹp quá à. Mà sao má biết chị con thương mà mua giày mới cho con vậy? Má đâu có biết. Tại má thấy đôi giày này có dễ nhiều với con nên má mua. Đâu con mang thử vô má coi con. Mà má ơi, nó có mắc không vậy? Con thấy nó xịn lắm á. Trời ơi, con mang vô thử mua thử má coi con. Dạ. Nè má. Nhiều dễ nè má. Dừa quá ha. Đẹp không má? Căn bản là tiếng cô gái má đẹp. Má về đây mới đẹp vậy đó. Biết. Bữa nay có giày mới, đi nhanh quá ha. Ừ, xinh không? Xinh. Mi đi chân đất cũng xinh. Không nghe lời con trai mấy người đâu. Toàn úp đường hóa học không à. Ê, không hề nha. Mình hơi bị tiết kiệm lời khen luôn đó. Mà công nhận, dạo này cô thẩm mỹ của Miên tiến bộ ghê á. Ủa, cái gì mà tiến bộ vậy Quỳnh Anh? À, đang khen là Miên của cô thẩm mỹ mua được đôi giày đẹp lắm, nè. Ủa, kỳ vậy ta? Sao, cái đôi giày này y chang đôi giày của bà Hà Trai à? Là sao? Bà công nhận không? Có bữa tôi qua nhà bà Hà Trai, tôi kết đôi giày này đó. Ờ, nhớ rồi. Bữa bà Hà nói là ba bá mua mà không có hợp xì tay nên ba không có đi á. Đúng rồi. Thôi cũng điên quá, mẫu mã giống nhau là chuyện bình thường. Ừ, có gì đâu mà ẩm ý. À, rõ ràng là như vậy luôn mà. Ê bà Hà Trai, bà lên đây tôi hỏi bà cái này, bà nói đi, đôi giày này phải y chang đôi giày của bà luôn không? Thôi thôi, nhiều chuyện quá. Thôi Miên, đừng có để ý mấy chuyện tào lao đó. Tào lao cái gì mà tào lao? Bà Hà Trai, bà nói đi. Không phải đâu, thoạt nhìn á thì hơi giống một chút, nhưng quả tiết trang trí á thì khác. À thôi kệ, nhúng quả đen đi, mình vô. Ê, bà làm gì mà ngồi im thinh thích vậy? Tôi đang suy nghĩ về bài sinh thôi. Trời, bà tối ngày cứ học học bốn biết chán hả bà? Hôm nay không có tiết, không biết thầy Sơn có dạy không ta? Chắc chắn là rồi vậy đó. Rõ ràng rồi, không thể nào nhầm lẫn được. Chắc chắn là ra vậy đó luôn mà. Ừ, cũng có khả năng. Vì má con Miên làm ô xin ở đó mà. Bực mình ông Quỳnh Anh. Khen đôi giày đó đẹp nữa chứ. Ê, để ghen tị chứ gì. Còn lâu à. Ê, nhưng mà có công nhận lúc đó mặt con Miên tái lại không? Không có tật sao giật mình chứ. Đúng rồi á. Đúng rồi. Vậy á, mà bà Hà bà mày đặt nói. Vậy dép á, cũng chỉ là thứ mang dưới chân thôi. Có gì đâu mà bị. Mà mấy bạn nhiều chuyện hoài cũng chán hả? Kệ tụi tôi, có ảnh hưởng gì tới ai đâu. Sao không ảnh hưởng? Tốt nhất á là nhúng qua đen mấy người á. Cầm miệng lại giùm cái đi. Quá wow, khí phách lắm luôn đó Phan. Ủa hả? Cảm ơn Hà nha. Chuyện gì? Ờ mà thôi, mình đi. Ơ, để đợi tôi. Bye bye. Quá ra Phan cảm ơn mình vì mình đã không làm cho Miên mất mặt.
Cả lớp nghiêm. Có gì kỳ vậy? Đang chờ ra chơi mà. Ê, thầy vô kìa Phượng, thầy vô. Các em ngồi xuống. Ủa, hôm nay thầy không có tiết mà. Sao tự nhiên hôm nay thầy ở lớp chi vậy? Không biết. Xin lỗi cả lớp, thầy đến đột xuất. Thầy xin các em 5 phút thôi. Bao nhiêu phút cũng được hết thầy ơi. Sáng nay họp trên ban giám hiệu, thầy được thông báo lớp ta đạt giải A về thành tích học tập cũng như là tinh thần đoàn thể. Thầy rất vui. Và cũng như đã hứa, vì kết quả bài kiểm tra của các em vừa rồi rất tốt, cho nên thầy đã báo cáo với ban giám hiệu lớp ta sẽ đi picnic vào dịp cuối tuần. Tôi cũng vậy. Người bảo lạnh thì mình tha hồ ăn tơi xả láng. Đúng rồi. Quá phải ít học hành. Tha hồ vậy luôn nha. Cơ hội ngàn năm có một rồi. Chuẩn bị tiền tài chiến lược đi bà con ơi. Phượng. Mọi người đang bàn bạc vụ đi picnic kìa. Bà thích đi đâu? Tôi không biết. Sao lại không biết? Phải có chính kiến riêng chứ. Lên rừng hay xuống biển, dã ngoại hay là chui vô resort, bà phải có chính kiến rõ ràng chứ. Lúc thầy về, mình biết nói gì ta? Mượn sách. Nhưng mà sách nào mới được? À, hay là hỏi bài? Cũng không được. Lỡ thầy hỏi, sao không hỏi ở trường thì sao? Cháu cần gặp ai hả? Dạ, dạ, con tìm thầy giáo. Vậy cháu vô trống đi. Trong trọng có ghế ngồi cho đỡ mỗi chân. Dạ dạ, dạ thôi được rồi, con đứng đây đợi cũng được rồi chú. Ừ. Dạ con cảm ơn. Thầy,
Con nghe nè mẹ. Con đang ở đâu vậy? Sao giờ này chưa về? Trời, tự dưng gọi con, chỉ hỏi vậy thôi hả? Con nói vậy là sao? Mẹ không thể gọi cho con được hả? Lúc con cần á, con hỏi thì mẹ không thiết. Mẹ có quan tâm gì tới con đâu. Bây giờ con đang bận, thì mẹ lại gọi. Tại vì mẹ thấy trễ quá mà con chưa về cho nên mẹ mới gọi. Cơm canh để phần con nguội hết rồi nè. Thôi khỏi, con không có ăn uống gì đâu. Vậy nha mẹ, có gì lấy con về liền. Mình đúng là cái đồ vô duyên mà. Em nói ai vô duyên? Ủa, thầy ra đây chi vậy? Thì thầy nghe chú bảo vệ nói có học trò đợi. Em kiếm thầy hả? Không có đâu thầy. Định kiếm thầy em lại trường, chứ ai lại đây đợi. Em có nhỏ bạn ở trên đây nè. Hôm nay kiếm nó có việc, tới nơi thì mới biết nó cho em đeo cây. Thầy hiểu rồi, thôi bây giờ em lên nhà thầy đợi đi. Đứng ở đây mũi cắn chết. Nếu em không có làm phiền thầy á, thì em về nhà thầy đợi xíu nha. Ừ, theo thầy. Thầy ơi. Hả? Thầy ở đây một mình hả thầy? Ừ, thầy ở đây một mình, ba má thầy ở xa. Thỉnh thoảng thầy mới có khách thôi. Wow, nhà thầy dễ thương quá à. Ừ, hơi bị bộn một chút. Thầy ở một mình nên nhiều khi làm biết dọn dẹp lắm. Em thấy á, phải lười biếng một chút, vừa bộn một chút thì mới ra đàn ông á thầy. Thôi, em vừa đọc sách báo cho đỡ buồn đi. Thầy đi nấu cơm. Thầy tự nấu ăn hả? Ừ, ăn ở ngoài hoài làm sao chịu nổi. Em ăn gì chưa? Thầy nấu luôn. Thầy chứ. Vậy thì thầy cho em ăn chừng một bữa nha. Ừ. Để phụ với thầy chưa? Cô em kìa, đã bao giờ vô bếp chưa? Dĩ nhiên là rồi chứ thầy. Nhưng mà cái điều chắc là không được ngon thôi à. À, có món trứng chiên nè. Món này chắc là em làm được á. Thì không có. Dạ thiệt, thầy cứ để. À, cẩn thận đó, đỡ có dùng dơ đồ. Nhà thầy không có tập về đâu. Dạ không sao, em làm được mà. Nè, lau đi. Khoan đã, em cho nước mắm vào chưa? Dạ, em quên. Em có sao không? Dạ không, nhưng mà em làm bể tô rồi. Không có sao đâu, thầy lấy chổi quét. Á, à, thầy ơi, món trứng của em. Cái gì vậy? Khét đen rồi. Trời ơi, thôi được rồi, để thầy. Em ra ngoài ngồi chờ đi, thầy còn trứng mà, chỉ cái khác cho. Đi đi.
Em ăn đi. Dạ. Món trứng này chi ngon quá à. Đừng có nịnh. Thầy làm biến đi chợ lắm, chỉ có mấy món dễ chế biến này thôi. Ăn tạm vậy mà. Dễ chế biến mà em còn làm không xong nữa. Em vô dụng quá đúng không thầy? Không biết thì phải học. Thầy cũng vậy, trước đây có biết gì đâu, ở một mình riết á, đồ tự lo liệu được hết à. Dạ, nhất định em sẽ học. Em hứa với thầy á, là bữa sau em sẽ đền thầy bữa khác ngon hơn ha. Rồi, bây giờ cứ ăn đi. Nếu có thời gian rảnh á, thì em cứ phụ gia đình nấu nướng. Nhưng mà việc quan trọng của các em năm nay vẫn là phải học. Lại học học. Có phải ở trường đâu mà hả? Thầy cứ bắt em học hoài hả? Ừ, ăn đi. Không thôi á, là bạn em về phải chờ em đó. Ờ, dạ. Để em gọi thử cho nó coi sao. Dám chắc là nó cho em leo cây rồi đó thầy. Ừ, nếu như mà trễ thì em cứ về luôn. Để thôi ba má nhà trong đó. Dạ chứ em về luôn. Ăn xong cái đã. Em về cẩn thận nghe. Dạ. Cảm ơn thầy về món trứng chiên. Bye bye thầy. Ừ. Bước đầu thắng lợi. Yeah. Có chú chim non nha nhỏ. Lại còn hát hò nữa. Tại sao hồi nãy mẹ gọi thì lại gắt cổng với mẹ là sao? Con người ai mà không có lúc bực bội mẹ ơi. Mẹ đừng để ý làm gì. Có ăn gì chưa? Nói cô Châu hâm lại thức ăn cho nè. Dạ thôi khỏi. Lúc nãy con vừa mới được ăn món trứng chiên. Gần nhất thế gian luôn đó mẹ. Con sao vậy? Sao cứ tưởng tửng vậy? Có chuyện gì phải không? Bà mẹ nè. Hồi bằng tuổi của con á, mẹ có yêu ai chưa? Sao tự nhiên lại nói chuyện yêu đương vậy đây? Con đang hỏi mẹ mà. Mẹ, trả lời con đi. Nha. Thì hồi đó yêu thì chưa yêu, nhưng mà thích thích thì có. Nè, ở tụi con á, đừng có yêu vội nha. Mẹ đừng có kêu con là tập trung vô học hành nha. Con nghe mấy bài ca đó con ngán lắm rồi á. Không hẳn là như vậy. Mẹ nói con đừng vội, bởi vì ở tuổi con dễ ngộ nhận lắm đó. Mỗi hôm mẹ nói mỗi kiểu hả? Mẹ nhớ hôm bữa không? Mẹ nói với con là cứ gặp gỡ, cứ va chạm để chín chắn dần. Tự nhiên hôm nay mẹ lại kêu con từ từ thôi. Bởi vì bây giờ mẹ mới nhận ra rằng ở trong mọi chuyện, người thiệt thòi nhất đó chính là phụ nữ. Con lại thấy là người thiệt thòi, người bất hạnh nhất là người không dám sống với cảm xúc thật của mình. Nhưng mà cũng phải công nhận, có những hoàn cảnh người ta không thể nào mà bộc lộ hết được cảm xúc của mình hết á. Con nói vậy là sao? Con nói rõ ra coi. À, dạ đâu có gì đâu. Con nói tạm xà bả láp á mà. Thôi con lên. Bây giờ mình nhắn gì ta? Nhắn là thầy ơi, lần sau đến nơi bạn, em lại vô nhà thầy ăn cơm nữa nha. Du duyên mà cuốn luôn á. Đó, hay là mình nhắn cảm ơn thầy về bữa cơm trưa, chúc thầy ngủ ngon và mơ thấy. Không lẽ là mơ thấy em đâu. Chắc mình khùng thiệt rồi đó. Nhắn có ý tin mà cũng không xong nữa. À, quên mất. Cô Châu ơi, à, cô Châu. Cái gì vậy con? Đi, đi xuống dưới nhà.
chị con làm món trứng chiên, lại lên cô đi. Bây giờ hả? Dạ. Ủa chị con chưa ăn gì sao? Không phải, chị con làm trứng chiên chứ không phải là con đói bụng cô. Ủa hình như con nhầm cái gì á mà giờ này đòi đi nấu nấu nướng gì con? Đi cô. Trời ơi, từ từ. Các bạn chuẩn bị đi, mình sẽ thông báo lịch trình ít vào 2 ngày cuối tuần. Mà cháy nói gì kia. Dừng thôi. Theo như sự bàn bạc mấy ngày qua, chúng ta sẽ quyết định đi picnic vào 2 ngày cuối tuần với mức kinh phí là 300.000 trên một người. Đề nghị các bạn khẩn trương nộp ngay cho Hà. Ê, để Hà và ban tổ chức còn sắp xếp mua những đồ thiết yếu nữa. Quan trọng nhất vẫn là tiền á. Thời gian nộp tiền đến hết ngày mai. Nếu ai không nộp á thì coi như là không đi. Thông báo hết. Ok. Ê, lần này đi chơi overnight luôn đó nha. Ai mà không mua với ai thì tha hồ bày tỏ nha. Chẳng có ai có âm mưu gì đâu. Chỉ có mình bà có âm mưu thôi à. Lo mà tận dụng đi. Ủa Biên, sao lại đứng im vậy? Tụi nó đăng ký với Hà chạy hết rồi kìa. Chắc Biên không đi đâu. Sao không đi? Vì lý phí hả? Không. Đơn giản là Biên không có hứng thú đi chơi. Cái gì? Bà không đi hả? Không có được đâu. Cả năm hả? Lớp mình mới hội tụ đi chung lần. Bà không đi là không có được đâu. Đi. Ông Thái, nói nè. Có chuyện gì? Để đây. À, cái gì? Có chuyện gì? Ông còn tiền. Trời ơi, tưởng chuyện gì với chuyện đó. Mà ông còn không? Yên tâm, tiền thì anh không thiếu, nhưng mà nhiều thì anh không có. Thôi yên tâm đi. Đủ cho hai đứa mình mà, đừng lo. Đó nghe nè. Ông đọc cho Biên luôn nha. À, cái gì? Cho Biên nữa hả? Cái này vượt ngoài tầm kiểm soát của tôi rồi. Tài khoản tôi không còn nhiều đâu. Tôi đã tôi nói này nè. À. Bà thiếu tiền á, thì tôi cho bà mượn cho. Có gì đâu mà phải nghĩ ngợi. Không phải, căn bản là tôi đang có tâm trạng. Bây giờ chuyện nhà tôi đang rối ren. Tôi đi chơi sao được? Vì vậy á, bà càng phải đi. Để cho đầu óc thư thả. Phóng khoáng thôi chứ. Ê, qua đây. Thôi, lên thư viện đọc được rồi. Mua cho tốn tiền. Vô coi thử, chứ có bắt bà mua liền đâu mà bà sợ. Phượng nè, bà muốn mua sách gì vậy? Thì sách gì hay thì mua. À, bà cũng học văn á, thì thích đọc sách gì ta? Thì đọc văn học Pháp, Nga hoặc là Nhật. Nói chung là văn học thế giới, nước nào cũng hay hết á. Vậy, mỗi thứ lấy một quyển trước nha. Nè, bà lấy chi mà nhiều quá vậy? Sách thì mắc lắm á. Bà chọn cho tôi vài cuốn hay hay ha. Thầy. Thầy ơi. Ủa Phượng. À, em tặng thầy. Cái gì đây? Dạ thầy cứ đem về nhà rồi đọc đi thầy. Làm cái gì mà thầy đứng ngẩn ngơ vậy? Đâu có gì đâu. Hình như là có gì đó mà. Gì đây thầy? À đứa học trò nó mượn sách nó trả thôi. À, mà chuyện picnic mấy đứa học trò nó mời cô chưa? Dạ, ban cán sự lớp cũng đã qua mời em rồi. Mà em cũng muốn đi với tụi nhỏ cho vui. À, em đang có vài kế hoạch muốn bàn với thầy nè. Rồi, mình vô phòng giáo viên đi. Dạ. Tặng thầy yêu quý nhất đời, em Phượng. Ui da.
sao, còn đủ không? Sao không đủ? Tại cái máy này không đủ tiền cho tôi đút chứ bộ. Sao kỳ vậy? Nó giỡn thôi chứ máy này ngưng hoạt động rồi. Đi kiếm cái khác đi, lẹ lên. Bữa đi picnic, tụi em ít nhất các bạn trật tự. Đến thời điểm này á, chỉ còn Biên và Phan là chưa đăng ký và đóng tiền. Ủa, sao chưa đăng ký vậy yêu ta? Cầu các bạn gặp nhanh. Ai biết. Kỳ này đi chơi nè. Cả lớp cứ đi chơi vui vẻ nha. Chắc là Miên không tham gia đâu. Ủa, tại sao vậy? Sao Miên lại không tham gia? Chắc là bà không có tiền, không thích, sao không có hứng. Mẹ làm cái xin không có tiền. Thì cứ đi đi, rồi sẽ có hứng. Miên đi nha. Miên không đi là mất vui á. Thôi được rồi, không nói nhiều nữa, mình đóng tiền cho. Ê, Miên đã nói là Miên không đi rồi mà. Miên ngồi yên đi, để mình đóng. Không. Nè Quỳnh Anh, không cần đâu, tôi sẽ đóng cho Miên. Thương ông đã lo xong chưa? Mà rồi đóng cho Miên. Thôi, tôi đã nói là tôi không đi rồi mà. Hai ông dẹp hết đi, tôi sẽ đóng cho Miên. Hơi, cuộc đời này sao lắm bất công. Thằng thì hai bình sữa, thằng không có bình nào. Sao không ai tranh nhau nộp tiền cho tôi hết vậy ta? Chắc tôi cũng phải làm ví dụ gia đình phá sản, để có người thương mình quá à. Phương không được làm vậy, mình đã nói. Đừng có làm nhăn nữa. Thôi đi. Mọi người có đóng tiền thì tôi cũng không đi đâu. Đã nói là không phải chuyện tiền bạc mà. Miên, không phải chuyện tiền bạc thì là gì, vấn đề gì? Tại sao Miên lúc nào cũng đặt nặng ba cái vấn đề về tiền nông hết vậy? Nè Miên, đi chơi với bạn bè thì Phan có tiền lo mà. Miên đừng có lo nha. Sao? Ông có tiền hả? Dây ai? Dây cái thằng thái giám này hả? Hả? Đã nghèo mà lại còn chảnh. Mày.